Rồi bye bye. Chị cho em hỏi là trường hợp mà chị với anh Trọng mình đi ngang gặp nhau mà không có cuộc hẹn này thì hai người nhận ra chị em không? Chắc không đâu. Không nhớ, lâu quá. Hồi lúc là gặp Trọng á, lúc đó chừng 10 tuổi, 11 tuổi thôi. Ôm nhất rồi. Ôm nhau ôm nhất à. Mà... Hồi đó không có chị nợ như bây giờ. Dạ. Chị chia sẻ nãy giờ thì em thấy với hoàn cảnh chị với em thì em thấy sao? Thì em có một cái là may mắn hơn nhiều. Dạ. Dạ. Nhờ cô chú thương á, cô chú cho nhiều hơn. Nhưng mà sau khi nãy giờ gặp, ví dụ hôm sau đi gặp nhớ thằng không? Nhớ. Hay em nhớ? Nhớ rồi đó. Dạ. Con cái là em dễ nhớ hơn, chị nhìn em dễ nhớ hơn. Cái mũi giống nhau hết. Tại có con cái là như em đi nhầm khi là chỉ em nhầm khi mình nhớ ít hơn vậy tỷ, còn như chỉ đi chị nhìn dễ nhìn hơn, tại vì em súng răng á, dễ phát hiện. Đi ngang thấy ông này không có răng, là hồi nãy có cái chú dọc đường á đang cười cười với anh này nè, cái cười lên ý trong súng là nhớ, dễ nhớ, tại vì con cái là nó đặc điểm nó khác. Có cái nào không có gan. Có biết là anh Trọng bây giờ còn nổi hơn dưới những thằng A không chị? Dạo dính mời có một hai tỷ còn... Nói chung là... Là... Tụi em là gắn ghép cho anh chị hai người gặp mặt hôm nay là cũng là cái thời gian chị em cũng rất là lâu rồi. Thì có một cái cuộc họp để cho hai người cũng nói chuyện với nhau cho nó thân mật, chứ là nó gắn ghép sau này cũng liên lạc với nhau nữa. Dạ. Dù sao thì mình đúng có rồi, trên này cũng có người em. Có chị có em cũng đỡ. Đôi khi mình mượn tiền mượn tiền cùng nhau. Dạ. Lánh lành đùm lánh hết rồi. Không, đã lát đùm, lát đùm, lát bây giờ hỗ trợ chị em hỗ trợ nha. Tỷ trong như người này đó. Có cách mua bán vậy đó. Bữa nay phải mà phải biết đi gặp sớm rồi mà ổng bác mới nhà Trọng chia cho mới cho chị cho nè. Không có Trọng nói sao hồi nhỏ Trọng nói chế ơi chế. Chế dắt em lên thành phố đi chế. Rồi không chế về đây ở với em, cái nhà này em muốn có chế lắm, có chị lắm. Bây giờ em mới biết có chị, hồi nhỏ nói vậy đó, còn nhớ câu nói nữa mà. Dạ nhớ. 40 năm rồi vẫn còn nhớ. Nhớ chứ, lần đầu tiên mình xuống gặp em mình mà nó nói câu đó mà. Lần cũng lần là gặp em mình được hai lần. Ê, chế, ở đây với em luôn đi. Em thấy chị rồi, có chị rồi. Hồi đó giờ không có ai nói em có chị. Giờ có chị rồi. Ê, chế dắt em về cái mình nghĩ trong bụng. Trời ơi, tao không nợ nằng lum la, nhà cửa không có, mướn nhà lum la, mày đi theo tao cho mày ăn cái gì. Trời ơi, nó nghĩ bụng hơi kệ đi, mình chừng nào có tiền về thăm. Yeah, mà thật sự chứ hả, mỗi ngày đóng 200 mấy rồi. Rồi ăn uống nữa. Rồi tiền đâu đi về dưới. Mà giờ đâu có mặt đâu, giờ mượn chừng 1 triệu người ta cho. Mà lòi thêm 1 triệu nữa mà đi 2 ngày là hết 500 ngàn. Là chết nữa, thôi. Giờ chịu chặn luôn chứ giờ sao. Nó xây hoài vậy, không dám đi đâu á. Cứ sáng em vụ người ta xong trưa về nấu cơm nước, 2 giờ mấy về nấu cơm cho chị ông xã về ông ăn. Ăn xong tới 7 giờ ông đi rồi. Hai mẹ con ngủ cái phòng đó. Nó kệ đi anh, giờ gán gói ghém để có cái nhà ở. Chứ ở chung mẹ thì ông xã với mẹ không có hợp. Tại một người thì nói chuyện cục ngẳng cục nghỉu, bả thì khó, bả khó chịu. Nó hình ra hai người không có hợp với nhau. Mình thương mẹ, mình ở với mẹ bao nhiêu năm rồi mà mình bỏ chồng mình lang lóc ở ngoài đường, nó không có nhà nó về. Như là châu trắng châu đen gặp mặt nhau là không có ưa. Mình thấy khó chịu. Nó thôi giờ con, mẹ ơi con cũng lớn rồi. Con theo mẹ hồi đó giờ rồi. Năm nay con 42 tuổi rồi, năm 41 tuổi mẹ cho con ra riêng là năm ra mướn nhà là được 4 tháng. Mới đây thôi. 4 tháng nó thật sự chưa biết địa chỉ nhà. Người ta có nói mà cũng quên mẹ nữa. Nhớ. Biết ngay cao lỗ. Bây giờ đi đây ra rước vô chứ còn không biết cái địa chỉ chính xác luôn. Không thì vô hỏi mấy người ở phường vô. Hỏi về chích ngừa bị sốt huyết á, ta cho cái giấy á. Hỏi chị tên gì, tôi đọc tên xong hỏi địa chỉ. Tôi nói thiệt tôi mướn nhà 4 tháng chưa biết cái nhà tôi số mấy nữa. Nhưng mà chị trên đồi học lớp tới lớp mấy? Học lớp 7 á. Mà có cái học giỏi hơn ta. Học lớp 7 nhưng mà giỏi hơn cái là lớp 1 học 3 năm. Lớp 1 em bị 1 năm à. Em chị 3 năm. Nhưng mà bây giờ lớp 4 em bệnh là nghỉ 3 tháng. Bây giờ nó thật ra là không có bị ở lại mà có cái xin. Xin cô cho ở lại. Ác vậy đó. Học cho thông minh. Tại vì nó cô bây giờ con nghỉ khá lâu rồi cho con xin ở lại. Thôi cái cô cho học. Chưa phát triển mà học cô Yến. Bây giờ anh Đồng hôm nay bữa anh đưa anh Đồng lên nói với kênh là anh Đồng lên đây là hôm nay thân thiết hết á, không người thân. Nên đôi khi là anh có nhờ giả cái gì thì anh cũng rất là khó, nên lúc nào anh cũng tính đường để mà xoay sở chị. Nhưng hôm nay anh Trọng thấy đã có người chị của mình rồi, ruột thịt luôn.
Dạ. Nha, cái này gọi là ruột thịt anh Trọng cảm mừng khi mà biết gì, có một người chị của mình ở dạ, đây. Dạ có. Rất mừng. Và sau này thì có chuyện gì thì mình có thể chia sẻ với chị ruột của mình. Dạ. Cùng nhau phát triển, cùng nhau cố gắng. Dạ. Ví dụ như chị ngã thì em nâng, em ngã chị nâng. Dạ. Còn hai chị em ngã không, thì không hai chị em mình nắm tay đi luôn. Muốn nâng lên. Nói chứ cái dụ như mình sống bên mẹ mình đã khổ cũng còn bên chồng. Mình cũng không vớt được bên chồng luôn. Bây giờ mình cũng nhờ là nó thẳng ra mình sống ở chợ Hòa Bình là người ta thương mình thôi. Tại vì cái gì mình cũng biết làm. Tại là đó giờ công việc là mẹ là nghề cá. Cá lóc bất cứ cái gì mình cũng biết làm. Nên thành ra mình cũng hồi mấy năm trước mình cũng có giấy là con mình hết bệnh là mình hứa với mẹ là con không sát sanh nữa. Nhưng mà cuộc sống khó khăn quá, với khổ quá. Mình không sát sanh, mình không kiếm sát sanh nữa thì chén cơm đâu mình ăn. Nên đành xin lỗi mẹ để con ra con kiếm. Sau này con có tiền, con khỏe, có nhà, có cửa này kia, mơ ước có nhà, có cửa rồi á, sau này con sẽ trả lời cái công quả đó, con sẽ làm phước lại chứ con không có làm những cái chuyện mà sát sanh nữa. Nó thiệt biết, cái đó là tạo nghiệp, nhưng vẫn phải làm. Mà được có cái là mình cũng được bỏ được là 4 năm không sát sanh, không ăn cá sống. 4 năm luôn hả chị? Dạ, yeah, thì trốn nợ rồi lúc đó mình giái con mình nó bệnh một trận nữa là mình cả cạo đầu. Cạo đầu á, vì con mình lại bốn hướng mình giái mẹ mà. Sao khổ quá. Cái mới trong Tết này nè, mới bước qua là mới đi làm cá mướn lại làm đồ sống cho người ta. Bây giờ mình không làm thì mình lấy gì mình ăn. Bây giờ dịch nó tới rồi cũng khó khăn lắm. Chị cho em hỏi một xíu, nếu bây giờ mà có một người mà cho chị một số vốn để làm ăn ấy thì chị muốn làm cái gì á? Nói chứ nó thẳng ra cuộc đời á, hồi đó giờ cũng chưa có bươn chải làm chủ ra sao hết. Cũng chưa biết là được làm cái gì. Nó thẳng mình nó rất là chưa bao giờ suy nghĩ tới chuyện đó. Tại vì mình chưa bao giờ mình được như vậy nên mình không bao giờ dám suy nghĩ. Bây giờ chị thử suy nghĩ coi. Chờ, giờ mà anh kêu... Trọng có nghe chị tâm sự nãy giờ không? Nếu mà nói suy nghĩ thì chắc cũng chưa suy nghĩ tới, nó thẳng luôn. Tại vì cuộc đời của mình hồi đó giờ mình toàn đi làm gì đâu không à. Chưa bao giờ được làm chủ mà chưa bao giờ cầm được số tiền lớn nữa. Chị có thể mở sạp cá mà... Không, mà nếu nói thẳng, nếu mà mình có tiền, mình có tiền á, là mình không có muốn sát sanh vô mấy con đường nữa. Tại vì mình đã khổ quá mà mới đi kiếm tiền, mình trả nợ trả nần, mình kiếm cơm qua ngày đi sát sanh. Còn đã mình có tiền, mình giái mình sẽ làm lại cái ví dụ như mình có duyên công đức á, được bao nhiêu thì mình cứ có duyên. Mình thả cá hay là mình đi chùa hay gì đó. Thì cái đó là sau này mình tính sao. Bây giờ nó thẳng nếu mà có tiền lớn cũng không bao giờ bước vô con đường sát sanh nữa. Mình sẽ tự mình suy nghĩ coi mình có chỗ nào để mình buôn bán cà phê hay gì á. Buôn bán cà phê hay cái gì đó. Chứ mình cũng nhưng mà nó thẳng ra mướn bằng cũng không có rẻ đâu. Mà dưới công việc hồi đó giờ mình cũng không có buôn, mình chưa có bao giờ làm cà phê mình bán nữa. Thành ra mình cũng thích nhưng mà mình cái gì cũng phải học hỏi. Trước khi mình mở quán là mình phải học hỏi. Như là mình muốn an nhàn chút xíu, ví dụ mình làm có nhiều á, ví dụ mình có 10.000 mình trả nợ 8.000 còn 2.000 để chi mình bỏ vô hũ để dành lâu lâu đi từ thiện hay làm gì cũng muốn như người ta để mình trả bớt cái nghiệp của mình. Mình biết mình đang bị mất nghiệp, mình mất nghiệp mình mới khổ vậy nè. Như người ta là người ta sống là người ta nói là năm chìm bảy nổi chín lên đên đúng không? Nhưng mà mình thấy mình chìm dưới lên đên không thấy nổi được miếng nào. Bữa nay 42 tuổi rồi. Mà nói thẳng là cuộc đời là hồi nhỏ tới lớn gì chưa bao giờ ta có một niềm vui. Có niềm vui là được là lúc ông chủ mua cho chiếc xe đó. Là cái niềm vui lớn nhất. Là không bà con dòng họ gì hết. Là hồi 42 tuổi bây giờ đó, là lần đầu tiên đó, là mình gặp lại em mình lớn lên. Tại em mình hồi đó mình ra xuống có mười mấy tuổi rồi, mình không nghĩ là em mình nó sẽ có cơ hội lên đây thăm mình. Mà không biết sao có liên lạc để thăm mình nữa. Nói thẳng là không nghĩ tới. Hôm qua là ở chợ người ta điện nói là cha mình lên kiếm. Rồi nói trong bụng, trời ơi dưới cha còn có cha ăn, sao cho có tiền lên thăm mình. Mà cha biết mình ở đây đâu mà thăm. Mà ông già quá rồi, lâu quá rồi. Ê, bà đừng có giỡn với tôi nữa. Cái gì ba bà mới điện nói cha mày lên thiệt mà. Rồi chạy qua thấy ổng gớt một hai giọt nước mắt. Nhưng mà không dám khóc nhiều. Tại vì ở chợ đó đã nói cái chợ rồi là nó ghẹo dữ lắm. Nó ghẹo mà nó thiệt á. Chứ nói mà mặc quần á, mặc áo không biết luôn á. Bởi vậy hả, cúi đầu đi. Trời ơi, hôm qua cha cho có nhiêu đâu. Mà nó bu lại, ê người này đòi tiền. Ờ,
vậy á, bởi vậy hả cha cũng thương lắm. Chị thấy cha của chị thì hôm nay là như thế nào chị? Thấy cha cũng như bây giờ, nhưng mà có cái cha ngày xưa mà cha hơi ốm hơn ngày xưa chút. Cấp này cha đẹp trai hơn nhiều, phải không anh chị? Vậy thì anh Động Súng hôm nay nghe chị đã tâm sự vậy thì anh có lời nào gửi đến chị mình không? Chia sẻ cho mọi người đi. Thì con cái gặp chị thì vui vậy. Nhưng không biết nói gì. Nhưng mà cái cảm xúc ùa về giống ngày xưa gặp từng lần. Dạ đúng rồi. À, ngày xưa có cái là ở xóm á, người ta có đám tiệc á, chị qua chị nhảy nhạc á, à. Vui lắm. Không đó. Em thấy là ba anh Trọng và anh Trọng nó có khiếu hài hước và khiếu nhạc nghệ sĩ á. Dạ. Chị biết nhảy mà lắm á, em đâu biết nhảy đâu. Ra em có máu văn nghệ lắm. Như là nói chuyện ra là tao cười ha ha ha. Cũng chịu vui lắm. Nói chuyện vui lắm nhưng mà nói thiệt nhiều lúc buồn thì buồn chứ mà không bao giờ lộ ra ngoài. Buồn cứ ngồi vậy nè. Thẫn thờ vậy thôi. Chứ mà người ta ghẹo là cứ cười. Tại biết sao? Bây giờ mình có buồn quá cũng vậy thôi. Cười cho nó qua. Vậy có vô tư nhưng chậm không? Ờ, vô tư lắm. Nhưng mà có cái có cái mình thiếu nợ nhưng mình trông để trả cho người ta. Chứ không phải là thiếu nợ mà mình giật người ta xin góp nhỏ thôi. Nhưng mà bây giờ chị còn nợ tổng cộng là nhiêu tiền? Của anh 200 triệu hả? 200 triệu. Chứ bây giờ còn đang ra góp nhỏ người ta. Rồi cái mới có mấy chục triệu à. Cái gom lại cái sắm có mấy chục triệu. Sống với chị nắm tay nhau đi góp nợ quá. Mà bây giờ người ta không có cho mượn nữa. Tao cho mượn kẹt quá. Bà cho tôi mượn đỡ 1 triệu, 2 triệu. Kẹt quá cho tôi mượn chở 1 triệu. 1 triệu có đóng lại cho bà. Bây giờ mượn nhiều quá không cho. Ở đó cứ mượn được 5 triệu. Mà nhiều lần nó mới lòi ra vậy. Bây giờ đâu có được vậy đâu. Đấy, bữa nào thì tụi em sẽ tạo cho chị xuống với bà xuống là ngồi là một cái để mà nói chuyện. Có bữa nay em bệnh quá. Trời. Có bữa rồi. Có bữa nó khỏe. Hôm nay nó dạ, bệnh rồi. Nay bệnh rồi. Xuống xuống sát. Chị có thể hát một câu mà hát gì không chị? Anh chọc hát hết chứ là hay luôn á. Trời ơi, chị tiếng khàn khàn khó hát hơn không có hay. Thế. Nhưng mà có nhạc là nhảy đúng không? Có nhạc là nhảy thôi. Nhảy hay lắm. Vậy là giống ba nè. Bác nhảy hai. Đó hổng em tiếng khàn á. Nhưng mà có cái là văn nghệ dữ lắm. Ví dụ như mà vô cuộc nói chuyện rồi là người nào cũng mê á. Tại nói là người ta cười, nói là người ta cười. Có tính nghệ sĩ nè, có tính đào hoa nè. Đào ước, hài ước, hài ước. Có nói thẳng ra là đẹp thì không đẹp thiệt. Nhưng mà nói chuyện thu hút lắm. Dạ con xin chào các cô chú bác đang xem kênh, cũng mong các cô chú bác gần xa ủng hộ kênh của các anh. Dạ. Con xin chào tất cả quý cô bác anh chị đang xem kênh. Em định nói là hai anh chị có phiếu. Nói chung là anh chị giống gia đình á, giống ba giống ba đó là giống ba luôn. Tất cả mọi thứ luôn. Chị có biết rằng ba chị là bây giờ phải lên Sài Gòn mưu sinh bằng cách là bán vé số để kiếm tiền lo cho cuộc sống về già không chị? À, cái này là mới biết đây thôi, biết cha lên đây thôi chứ chưa biết chắc chắn là cha làm nghề gì. Dạ. Tại vì bố họ không có mất liên lạc mà. Dạ. Nên không biết cha với em lên đây. Ngày hôm qua cha qua cha thăm thì lại hỏi cũng trong là cha nói em này nữa. Yeah. Nên bữa nay không nghĩ là em mình có bữa nay luôn, mình nghĩ là còn ở dưới quê. Yeah. Ai ngờ đâu còn ở đây. Em ở đây lâu, khá lâu. Tức là ba của chị á, đợt dịch là bán nhà và lên Sài Gòn sống với ông Trọng. Tại vì nợ nhiều á, thì bán để trả nợ xong xuôi hết rồi lên Sài Gòn sống cho nhị đào. Hiện tại là ông bác là bán trái cây mà tụi em đang giúp đỡ để ông bác bán được các mạnh thường quân cũng như là khán giả muốn ủng hộ. Cũng vì một đứa con âm thần đây nè. Rồi tới tuổi 70 tuổi rồi mà cũng phải bon chen với đời kiếm từng đồng để mưu sinh sống qua ngày. Nhưng mà có một điều là ông ba của chị hiện giờ là ông rất thương cháu. Bây giờ ông rất là nhớ cháu, ông đi kiếm chị cũng vì mấy đứa cháu. Và ông thương Trọng nhiều mấy đứa cháu. Yeah. Ông rất tình thương mấy đứa cháu. Nên thành ra ông bây giờ ông muốn nói là ông có thể hy sinh cũng được, nhưng ông sẽ cố gắng lo cho tụi nó. Đó là cái điều mà tụi em quý ông, nên tụi em đang giúp ông đó. Yeah, tại vì nó thẳng ra nhỏ con gái thì đi qua nhà bạn ở.
Rồi thằng trai nó làm có khi 8 giờ, nó 10 giờ nó mới về, 10 giờ đêm nó mới về. Muốn gặp nó mà có cái tánh nó rất là cọc. Như là mình không lo cho nó, nhiều lúc mình nói nó không có nghe. Nó thẳng ra bây giờ là nó ở bên mẹ, mà cậu nó lo cho nó, với nó làm ra tiền, nó tự sống, rồi cậu nó có gì nó kè thông tiền bạc thì cậu nó lo. Nên thành ra bây giờ mình nói nó, mình hôm qua cũng có chia sẻ nó, ông ngoại cũng lớn rồi. Thôi con qua có gì bữa nào con rảnh con điện nói cho mày biết, mày dắt con qua ông ngoại để mà nhìn cho ông ngoại gặp mấy tụi con đi. Nó nói hồi đó giờ con chỉ có một ông ngoại thôi, con biết ông ngoại kia thôi chứ ông ngoại này con không quan tâm. Như là nó đã khẳng định là nó không có tôn trọng mình nên nó bỏ lơ luôn cái chuyện đó luôn. Cái thằng trai á, mình cũng định nói với có dịp á, mình nói với ba với em. Còn con nhỏ con gái á thì có cơ hội, nhưng con gái thì nó đi làm, vụ nói nó bữa nào nó ghé nó sẽ ghé thì gặp nó. Còn thằng trai là xong rồi. Đứa con gái hình như là ở gần khu công nghiệp Quán Chén ấy chị, tại vì cũng gần chỗ anh Trọng ở này. Nó ở Bình Tân á. Bình Tân á. Cũng gần chỗ anh Trọng ở đấy. Hôm qua có cho nó cái địa chỉ thì nó sẽ dễ gần hơn so với chỗ chị đến. Thằng trai thì bó tay rồi. Như nhiều lúc á mình nó thẳng ra, nhiều lúc cũng thấy mình không lo cho nó nói cũng đúng. Nó thành ra mình giống như mình cái nghiệp. Nhiều lúc nó lên nó, hồi đó giờ nó cũng thương mình nữa. Chứ mình không, mình lo cho nó cũng trách mình nhiều lắm. Tức là hồi nhỏ bạn đó là do cậu nuôi cậu lo. Không có, sao? Mình nuôi nó từ nhỏ tới lớn, tới lúc 17 tuổi nên nó tự đi làm, nó tự sống như nó nói. Người ta 17 tuổi là cha mẹ người ta lo cho người ta, là tuổi ăn tuổi chơi. Tuổi ăn tuổi chơi, còn con nè 17 tuổi con phải đi làm kiếm tiền nè. Mà nó làm đâu có cho mình đâu. Mà nó lại trách, quay lại trách nó, cuộc sống của nó vậy đó. Nó đi ra đường nó thu xúc người này, thu xúc người kia. Chắc đó rồi, cái nhiều lúc mình nói mày hổ mày mất dạy hả? Mình đánh nó rồi nó trả lời tới giờ là hai mẹ con không nói chuyện này cả năm rồi. Mà Facebook của nó mình vẫn giữ, mà nhiều lúc mình mới nhắn tin nó ngày hôm qua mình chụp hình của ông ngoại nó mình gửi qua. Rồi mình nó không trả lời mình câu nào, bữa nay mình qua hỏi mẹ. Là mẹ ơi, mẹ có nói vụ bé Tấn giùm con không? Con gửi tin nhắn nó. Nó nói nó có một ông ngoại, không có hai ông ngoại. Tại giờ đó ông ngoại kia thương nó lắm. Rồi ông ngoại này hồi đó giờ đâu có ở trên đây đâu mà thương nó. Nó thành ra hồi nhỏ mình có cái sai lầm là mình đi về á, là mình không dắt hai đứa con mình về. Nên thành ra bây giờ lớn á, mình không có sự, mình không có lo cho nó, mình không dám nói gì nó. Giống như mình trả nghiệp cho nó đi. Bây giờ giống như là mình với nó, mình đẻ nó có công đẻ nó ra, nhưng mà nó không có tôn trọng mình thì mình cũng, mình là mẹ nó, lẽ bây giờ mình phải quỳ lại nó, mình xin nó. Thôi, nếu đã như vậy là cái duyên mày nhờ tao mày lên đây thì thôi tao không nói tới mày nữa. Nó nói vậy thôi, nói ông ngoại cũng lớn rồi, thôi cho ông ngoại gặp mấy tụi con lần đầu đi để sau này ông ngoại có dám mát đi chăng nữa ông ngoại cũng vui gặp cậu nữa. Nó nói với mẹ là có một ông ngoại thôi, vậy là hiểu rồi. Nó chưa, nó không trả lời mình là mình không có biết là sao, mình qua hỏi mẹ thì nó nói vậy thôi. Vậy nó nói vậy thì cũng thôi, cũng không có duyên tới hạng trai rồi. Nhỏ con gái thì cũng có cơ hội để coi có dịp nào có gì thì em dẫn nó ra nói chuyện. Chị chia sẻ thì em thấy cuộc sống của chị thì cũng rất là bấp bênh luôn. Nói thẳng là bấp bênh chứ hồi đó giờ cũng chưa vô mấy cái hoàn cảnh như vậy, mà cũng không biết như vậy luôn. Nói thẳng là không có lên phải cô, nhiều. Dạ phải cô, chào cô. Cô đang biết cần sống luôn, cái gì ghê không? Dạ, chào cô. Dạ. Chị có biết là em trai chị nổi tiếng khắp trên mạng, qua bên nước ngoài, Úc, Mỹ là tất cả luôn đó chị. Chị gái em nổi tiếng chị có đó cô. Chị gái hả? Dạ, một ca. Một cha khác mẹ. Dạ, con muốn nhà trên đây. Dạ, một cha mà khác mẹ. 40 năm luôn. Dạ. Vậy là cô chưa coi clip mới rồi. Không, chưa có coi. Coi là mới lên đó. Dạ. Coi là mới ở dưới quê mới lên có coi cái. Dạ, đúng. Đó thôi. Mấy tập sau này không có coi. Em chào cô. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn. Dạ. Dạ ở đâu? Cô ở bên gần khu công nghiệp Bon Chen. Ở Bon Chen. Dạ. Hồi đó giờ không có khi nào có đi ngang con ghé thăm cha. Dạ.
con không có biết nữa, tại vì ông gài cũng khá lâu. Hồi đó giờ có coi trong Facebook á, coi phim đồ này kia chứ không có thấy, không có biết. Biết coi YouTube không? Không. Không có biết lên mạng mà sao biết được? Không có coi, mở YouTube giờ có gì coi đó, biết gì đó. Dạ. Ở đâu cửa nhà tôi vài ngày nữa thôi là chợ cả là sẽ biết tên chị hết luôn. Dạ cô gần đây hả cô? Mấy chú đỡ dạ. Dạ. Rồi cảm ơn cô. Rồi con cảm ơn cô. Dạ. Em thấy cái quả cháu cô hả cô? Dạ. Cái kinh quá. Y chang nhau luôn. Hay là cái gen em cười chưa ta? À, cuộc sống. Và vẫn còn may một cái đó là cái duyên của anh chị với ông ba là vẫn còn và rất nhiều người thương. Còn rất nhiều người thương. Mà đúng vậy chị không vậy đúng không? Rất nhiều người thương nha, đúng nợ vậy nhưng mà cũng rất nhiều người thương. Tiền thì không có chứ mà ăn là bao la. Mà nhiều lúc nói người ta bước vô nhà, thấy cái nhà thì nghèo thiệt. Mình muốn nhà thiệt, nghèo thiệt nhưng mà đi vô, dỡ đồ ăn ra không ai nói mình nghèo. Đó uy tín, tại vì mình làm cho người ta, ta cho lần ký tôm, lọt ra mình ăn. Trời uy tín quen vậy ta. Trời, ớt ha, đầu mực ha, toàn là người ta cho không. Mình làm cho người ta, ta rất thương. Nói thẳng là sống ở ngoài đời người ta rất thương. Còn mà nói về tiền bạc á thì không có. Vì tới đâu thì tới chứ giờ có lo nghĩ cũng vậy thôi. Nên thành ra 42 tuổi cứ lên bên nhiều quá. Trọng thấy sao? Thấy chị chia sẻ mình hay quá. Thấy mình như thế nào? Thấy cũng đã đạt. Em có thấy là em may mắn không chị? Dạ đúng rồi. Rất là may mắn rất nhiều. Mà chị lớn hơn Trọng rất là nhiều luôn, rất lớn hơn mười mấy tuổi. Đúng không? Em 33, chị 42. 42 tuổi. Mà chị tôi đến đây là chị khổ hơn mà chị lo cho con chứ không phải là cái gì vậy. Dạ. Chị lo cho con với bạn. Mình dữ quá. Thì từ từ nó sa sút. Như từ hồi mà được 8 tuổi tới nay á, nó được 2 năm nay là bé nó rất khỏe. Mà không đi học được cũng có sinh rồi. Mà bé không đi học được thì giờ tới đâu thì tới. Mình cũng nói là để trong thời gian đi rồi mình xin mấy cái chỗ mà người ta dạy miễn phí á, cho bé đi học biết chữ cũng được nhé. Nó lì đó. Để em cho coi chị có hình đó nè. Cho chị có hình kìa. Nguyên gia đình luôn. Xíu lùi số chị lại. Nguyên gia đình chị xem ba gác đó chị. Cho coi chị coi tấm đó đó. Tấm đó nó mới đẹp. Đây. Đây này là bé bé Huy. Đó, bé Huy, cha Úc. Đó. Hồi nãy còn này nè. Bé Quý. Bé Phúc. Này Tú Linh. Đó, này là hồi đó mình mới gặp em mà có 12 tuổi, giờ gặp em là mình 42 tuổi, con bốn đứa. Rước chỉ tiêu luôn. Đây năm nè. Năm. Bốn lần trai. Năm lần hả? Dạ. Tính là coi có một đứa con trai đời hồi trước nữa, còn mấy gái là con riêng của vợ. Dạ, là tới năm. Hôm qua cha nói cái nghe chóng mặt. Nói sao trời ơi, giờ nó nhà nói vậy mà nó cũng giống mình đi trang, nó bụng rồi không dám nói vô bài. Trời mình hai chồng nó hai vợ rồi không biết nó còn nữa không. Nhưng mà chị con thôi anh chồng. Đâu có dám đâu. Là ba đứa rồi, hai đứa kia nó phản kháng rồi. Hai đứa kia nó con nhỏ con gái thì nó không dám nói gì mình. Mà nó như là mẹ làm mẹ ăn, con làm con ăn vậy. Thì con cũng xin mẹ mà mẹ cũng không xin con. Cứ vậy đó. Rồi lâu lâu mẹ con thì nói chuyện vậy thôi. Hai đứa nó nói là rồi hai đứa nó thôi. Mẹ không có lo được mấy tụi con cái gì á. Mẹ cái gì mẹ nên nói còn nói thôi thôi, giống như nó nhờ mình chung lên vậy thôi. Nhưng mình thấy được có con Út thôi, nó nhỏ nhưng mà nó hiểu nhiều chuyện lắm. Bệnh hoạn đầu bàn tay nó ở gần mình đó. Không kệ đi. Rồi thôi thì em cũng chúc cho chị là cái tương lai cố gắng là giải quyết hết cái số nợ. Còn thì bây giờ tụi em cũng rất là vui khi mà đưa anh chị gia đình xâm hợp cũng đã biết trên Sài Gòn này cũng có một người chị. Dạ. Đúng không? Là rất là vui rồi. Dạ. Chứ bình thường lúc đầu lên là nói tôi trai thân thiết tôi sợ. Nó sợ nó thủ thân nó tới mấy cái điện thoại đó. Dạ. Là nó không có người thân nó thợ nó thủ điện thoại đó. Chị thấy nó nói cỡ nào rồi đó. Rồi em cảm ơn anh chị nha. Dạ. Xin chào các cô chú bác. Cảm ơn các cô chú bác đã xem kênh.
Và bây giờ em xin phép kết thúc video clip tại đây. Hẹn cô chú chị vào một video clip tiếp theo. Mọi người xem nhớ like, share. Dạ, cũng mong các cô chú bác ủng hộ kênh Sống Súng Thời Nay.